Hello hello, set bánh trung thu mà mọi người nhất định phải thử trong mùa trung thu này. Đây là set bánh mình mới đặt về hôm nay nhá. Nó bao gồm có nhân này, vỏ này, khuôn này và bột này. Đó, dẫn chưa? Đầu tiên nhá, nhớ là bỏ vỏ ra này. Ở cái tờ giấy này thì ghi là chia thành 10 phần nhá. Bây giờ là mình lấy kéo đi chia này. Xong là đến tách nhân ra nhá. Nhân thì sẽ có matcha này, đậu xanh, đậu đỏ và thập cẩm. Mình thì thích nhất là ăn thập cẩm vì nó mùi nó rất là thơm. Nói chung là mình thấy cái set này thì cũng khá là dễ làm. Tuy nhiên thì cái hướng dẫn ấy mình thấy nó chia chưa được phù hợp lắm. Bởi vì là ví dụ như là bảo là làm được 10 cái, nhưng mà nếu mà với cái khuôn to như thế này thì chỉ làm được tầm 4-5 cái thôi. Set này thì không có cán nên là mình cho bọn trẻ con cán bằng tay luôn. Đấy, lại chia thành 10 phần tiếp này. Xoay đều, xoay đều, xoay đều. Cái này mua cho bọn trẻ con chơi là chính ấy. Chứ còn mình thì không có tay nghề nấu ăn lắm nên là để thử xem thế nào. Kia nhá, sẽ là mấy cái vỏ bánh. Đây là nhân thập cẩm này. Đấy. Set này thì bắt đầu thì mình thấy hơi khó làm ấy. Nhưng mà sau thì thấy cũng được, cũng dễ làm. Đây là đầu tiên là mình sẽ dùng một cái vỏ thôi. Thế nhưng mà sau khi mà làm thì thấy một cái vỏ thì nó hơi ít. Thế là mình phải chập nhân cho nhiều hơn. Sau đó thì đây này. Ấy rồi. Thấy không? Nó bị lọt ý, nó bị lọt đi mọi người. Ấy, hôm sau đấy thì phải cho nhiều hơn. Cho nhiều hơn. Ủa, quả này là chán lắm, tôi bị bó tay này. Em đùa, quả này là kiểu chuẩn bị nản nhá. Chuẩn bị nản thật luôn, không phải là tí đồ yêu bếp một tí nào. Nhưng mà đúng không, mua cho bọn trẻ con làm trung thu thì được. Nói chung là ăn được mà nó kiểu xét cũng chất lượng ấy. Chỉ có cái là độ khéo tay của mình đến từng nào thôi. Sau 30 phút thì cũng được một cái tử tế này, thấy chưa? Ta-da, đây, được 4 cái. Cái này, set này thì ghi là làm được 20 cái. Nhưng mà mình nghĩ là với cái khuôn này chỉ làm được 4 cái, 5 cái thôi. Trời ơi, em thề là đánh một người dã man. Xấu hổ quá. Nhìn này, trời, không có tay nghề nấu ăn một tí nào. Hiểu sao mọi người làm đẹp mà trong mình nó là câu gì nhỉ? Bên ngoài đổ nát hoang sơ, bên trong thì thất nên thơ chữ tình. Ăn thử đi không cháu ơi. Cái đoạn này là thằng cu cháu mình nó khen ngon này, nó bảo cô ơi tuy hơi xấu nhưng mà ngon. Đoạn này là mình đang khen là cái nhân thập cẩm nó rất dẻo thơm này, nó không bị cứng, nó không cứng như là những cái bánh ngoài hàng ấy. Nói chung là nếu mà muốn làm với trẻ con thì mọi người nên thử cái set này nhá. Tóm lại là khen hết lời là cái nhân thập cẩm nhá, phải thử. Còn chê thì là vỏ hơi ngọt, nếu mà uống kèm trà thì được nhá, với cả hướng dẫn hơi khó hiểu. Follow kênh TikTok của Thu để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhá.